Chào các bạn, hôm nay Bích Nhạn xin chia sẻ với các bạn cách lựa chọn lục bình phù hợp với các kích thước ban thờ gia tiên mà tôi đã tổng hợp ý kiến của đại đa số quý khách hàng tới xưởng Cương Duyên trực tiếp mua hàng và đặt hàng các bạn nhé. Kích cỡ ban thờ có chiều dài từ 1m97 đến 2m17 chính là kích thước ban thờ được nhiều gia chủ tin tưởng sắp đặt trong không gian tư gia, nhà phố, biệt thự hay nhà thờ chi, dòng họ. Vì vừa có độ bề thế lại vừa gọn gàng, công năng sử dụng bài trí thuận tiện khi sắp lễ. Đối với kích cỡ ban thờ này, các bạn có thể lựa chọn hai loại lục bình trên ban. Một loại lục bình cỡ lớn tượng trưng cho thu hút và tích trữ vượng khí bình an, tài lộc sung túc, phía sau có chiều cao từ 50 tới 60cm. Thường cắm sen, sẽ lựa chọn loại 60cm để tán sen gỗ được tỏa đều ấn tượng. Phía trước thường sẽ trưng một cặp lục bình cắm hoa tươi, tùy theo nhu cầu cắm hoa tươi thông dụng như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa dơn hay hoa huệ mà sẽ cắm lục bình có chiều cao từ 30 đến 40cm. Với mẫu ban thờ có chiều dài từ 1m27 tới 1m75 là khoảng kích thước được nhiều gia chủ lựa chọn dành riêng cho không gian căn hộ hay đặt cho không gian tư gia. Đối với kích thước như vậy, ta có thể lựa chọn một đôi lục bình có kích thước phù hợp từ 30cm tới 35cm, đặt phía trước bên ngoài cùng để dâng hoa tươi. Phía sau sử dụng thêm một cặp lục bình cao 50cm cắm sen gỗ, giúp tôn lên vẻ uy nghi và trang nghiêm cho không gian thờ. Ngoài ra, nếu mình sử dụng một cặp lục bình duy nhất trên ban, ta có thể lựa chọn kích thước lọ từ 35cm tới 42cm. Ban thờ treo với kích thước từ 81cm tới 1m07 luôn được nhiều gia chủ ưu tiên lựa chọn cho không gian chung cư hay căn hộ của mình bởi tính tiết kiệm không gian mà mẫu ban thờ này đem lại. Với kích thước ban thờ nhỏ gọn như vậy, lục bình cắm hoa có chiều cao từ 25cm tới 30cm là sự lựa chọn cân đối, tạo lên tầm ngắm vừa đủ dành riêng cho ban thờ này. Hình dáng đăng đối, họa tiết tinh tế chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia chủ khi có ý định lập bàn thờ khi về nhà chung cư. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Cương Duyên.